Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay gió quá lớn luôn, gió bắc. Đó, thả diều nha. Lên. Đó. Rồi gặp con nha. Quá đẹp. Đang ro, đang ro. Giái này giái hoa sen nha. Quá đã. Trời đảo xí. Dầm chiều hay quá. Bơi luôn nè, gió quá lớn. Đang bỏ con cái gì? Hả? Đang bỏ mà. Muốn cây. Quá đã. Đông quá rồi. Con xuống trên leo. Con đầu câu. Hả? Con cao rồi. Cao lèo hả? Con đầu câu nha. Chỉnh lèo lại. Mở lèo đi, không được đâu. Dưới ngọn cà mà. Dây dưới ngọn cà mà kéo không nổi đâu. Mở lèo, mở lèo. Một cánh cầu ạ. Bay lả bay la. Chích lèo lái, đứa lèo quá. Nè rồi, nén rồi. Dân kêu thấy lạnh á. Quá trời.
Rồi, tiếp một con đó. Hai con đó. Quá trời nhiều. Đẹp à. Đẹp dữ à. Ba giờ chưa tới? Ba giờ chưa? Ghiền quá mà sao chậm vậy? Đó, một con chà bá nữa, chuẩn bị rồi. Rồi, thiếu nhi. Vô hả cây rồi. Con này là của mình. Thôi kéo xuống đây. À, sáng giờ mới kéo xuống nè. Sáng giờ. Ừ. Sườn carbon hả? Dữ vậy, 2 mét phải không? Sườn đúng mét 9 hả? Mét 9 hả? Ủa, cây gôn luôn hả? Dữ vậy. Quá cây dằn lõn quá. Cây dằn dữ luôn. Dằn thật là chúng đỡ. Em chưa đi lộn con mẹ đi. Á gì vậy? Gì cũng bị bữa gì vậy? Đúng hả? Cái gì cũng bị bữa ghê quá. Cái gì cũng nhiều đó. Anh nhà sao tự giờ vô đây cái nó quậy à, Phúc. Vô đây gió lớn quá mà. Xuống chưa? Đâu rồi? Sao dính vô đó hả? Thấy không? Họ thấy rồi mấy. Quỳnh. Bây giờ thả quẩy rồi, thả không lên tự nhiên đây á. Vô trưa lận mà. Ôi. Lên. Chà, hai diều này quấn nhau à. Nào chắc bức quá. Quá đẹp. Trắng rực á. Ngang lèo dữ rồi đó. Lắc quá. Sườn thẳng mét 9. Chà bá luôn. Ngon ngon dữ. Cũng đèn luôn. Ô, cục pin chà bá. Khoan khoan từ từ. Đừng ra cây. Điền quá bự. Trời đúng lắm. Quá trời.
bay bãi hết. Này là 1m9, này là 1m6, này là 1m7, con này 1m mấy Sơn? Dạ 1m rưỡi. 1m rưỡi. Bị gì mà nó trứng vậy? Không biết nữa. Đã quấy thả chưa? Thả rồi, bông kia giờ cái trứng này. Giòn quá ngon. Sao vậy con? Thôi video mình quay đến đây kết thúc các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.